thực hiện công trình thi đua, mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà tổ chức phiên chợ Tết không đồng với mong muốn chia sẻ một phần nào đó khó khăn cho người dân trên địa bàn trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Phiên chợ diễn ra đảm bảo an toàn phòng chống dịch, người tham gia phiên chợ thực hiện 5K theo quy định. Có thể xem đây là một phiên chợ đặc biệt được tổ chức thường niên của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố. Nó đặc biệt ở chỗ vẫn có người bán, người mua, nhưng các mặt hàng ở đây đều có giá rất không đồng. Năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân trên địa bàn, thực hiện chủ trương không để ai bị thiếu đói trong ngày Tết của quận ủy Sơn Trà, các cấp hội phụ nữ từ quận đến phường đã triển khai phiên chợ không đồng, trao hơn 550 phiếu mua hàng cho các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với trị giá mỗi suất là 300.000 đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ của quận Sơn Trà rất là đồng tâm mà chăm lo đời sống cho những mẹ đơn thân, những chị em phụ nữ khó khăn. Nên là gia đình xin chân thành cảm ơn. Sau đợt Covid-19 của toàn dân đều là khó khăn, mà đã chăm lo được cho chị em phụ nữ, những người khó khăn, những người mẹ đơn thân, đó là một điều rất tốt. Cô thấy bên phụ nữ nói chung từ thành phố đến quận đến địa phương, cô thấy là cái phong trào phụ nữ bây giờ là rất là mạnh, tổ chức này là rất tốt, quan tâm đến từng phụ nữ hội viên của mình, chứng tỏ đã đóng góp cho xã hội, cho đất nước, là người phụ nữ tuy nhiều tuổi ít tuổi nhưng là đã tham gia rất tốt. Những món quà Tết xuất phát từ tấm chân tình của chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà, dù ít dù nhiều được gửi đến tặng tay hội viên phụ nữ nghèo, người lao động trên địa bàn quận trong giai đoạn này là một việc làm hết sức trân quý, làm ấm lòng thêm những cảnh đời còn khó khăn để họ có thể đón một mùa xuân nghĩa tình và ấm áp.